Ngọc Trinh tiết lộ Liễu Quang Vinh quay xe muốn cưới và quyết định bất ngờ. Thời gian qua, người đẹp Lê Ngọc Trinh khiến dư luận xôn xao khi chia sẻ mối tình không mấy êm đẹp với cầu thủ thuộc đội tuyển U22 Việt Nam Liễu Quang Vinh. Những biểu hiện gần đây của Ngọc Trinh cho thấy cô đã dần ổn định cuộc sống. Nữ diễn viên còn tham gia vào một số bộ phim truyền hình và liên tục cho thấy con tim đã vui trở lại sau loạt sóng gió. Bên cạnh đó, Ngọc Trinh cho biết người yêu cũ Liễu Quang Vinh đã liên tục có những hành động như muốn hàn gắn lại chuyện tình cảm. Dẫu vậy, cô nàng giờ đây đã đủ mạnh mẽ để quên đi người cũ và tập trung học cách yêu bản thân nhiều hơn. Lê Ngọc Trinh cho biết, thời gian gần đây Vinh liên tục nhắn tin hỏi thăm tôi, rồi gửi tôi xem cái ảnh của tôi rửa ra để trong ví, cả nhẫn và kỷ vật của hai đứa. Hình ảnh trong điện thoại các thứ Vinh vẫn giữ nguyên vậy, cùng với hình xăm trên người, Vinh cũng không muốn xóa để làm kỷ niệm. Còn nói lúc trước nghỉ hết hợp đồng ở câu lạc bộ Đà Nẵng sẽ về Sài Gòn lập nghiệp và ở với tôi. Hai đứa cùng đi ký hợp đồng mới ở các câu lạc bộ ở thành phố Hồ Chí Minh, mà giờ không còn tôi bên cạnh nữa. Cậu ấy hỏi tôi có còn muốn lấy Vinh nữa không? Bây giờ về gia đình làm đám cưới cho có chịu không? Nghe câu này lòng tôi đau như cắt. Ngọc Trinh còn tiết lộ thêm câu chuyện về gia đình nam cầu thủ. Gia đình Vinh cũng luôn muốn hai đứa hàn gắn lại. Nhưng với tôi, một cuốn sách đọc lại bao nhiêu lần thì nội dung cũng vẫn sẽ như vậy, không thay đổi được. Huống hồ vết thương Vinh để lại cho tôi quá nặng, xém xíu đã ảnh hưởng đến tính mạng rồi, thì làm sao có thể trở về bên nhau như chưa từng có gì xảy ra được. Cuối cùng, Ngọc Trinh khẳng định bây giờ cô đã trưởng thành và biết suy nghĩ cẩn trọng hơn trong mọi chuyện. Cô sẽ yêu bản thân nhiều hơn thay vì nhớ hoài chuyện cũ. Trước đó, Lê Ngọc Trinh từng xác nhận bản thân đã suy sụp đến mức phải cạo đầu đi tu sau khi phát hiện người yêu ngoại tình, dù cả hai đã ra mắt gia đình và tính chuyện cưới xin. Cô chia sẻ, những ngày đầu khi mới phát hiện sự thật rằng mình bị phản bội, thật khó để vượt qua. Tôi đã phải sống và đối diện với chính mình, không thể chia sẻ nỗi đau với ai. Dù có mẹ bên cạnh, tôi cũng không dám tâm sự vì sợ mẹ buồn lại lo lắng đổ bệnh. Tôi cố vực bản thân dậy bằng cách lên lịch trình sinh hoạt lành mạnh một ngày cho mình. Tôi tưới cây trồng rau, chăm sóc hoa cảnh và tu tập ngồi thiền tụng kinh mỗi ngày. Tôi buông bỏ mọi suy nghĩ để tập trung thực hành những việc giản dị ấy, chờ tâm lắng lại dần. Tôi may mắn là từ nhỏ đã biết đến Phật Pháp, niềm tin vào Tam Bảo giúp tôi rất nhiều trong cuộc sống. Giờ hiểu đạo Phật, tôi luôn cố gắng giữ tâm ý, tránh làm các việc ác độc, hại mình, hại người. Những giáo lý thực tế của Đức Phật đã thức tỉnh, xua tan những suy nghĩ tiêu cực trong tôi. Mỗi bài pháp tôi học được thời gian qua như một sự khai sáng trên lối đi đang bị bao phủ bởi tấm màn đen u ám của nghịch cảnh. Như một phép màu, tinh thần tôi đã được vực dậy nhờ thấu hiểu mọi chuyện. Khi Ngọc Trinh xuống tóc quy y, bên cạnh những khán giả xót xa thương cảm, một số người cho rằng cô dễ dãi trong tình yêu nên tự chuốc khổ vào thân. Đáp lại điều này, Lê Ngọc Trinh tâm sự, tôi thấy mình không có tội gì bởi việc hết lòng hết dạ khi yêu chẳng có gì sai trái cả. Thứ tình cảm tôi đã cho đi là thiêng liêng chân thành. Với tôi đã yêu là phải hết mình, không toan tính. Vì thế khi đau tôi cũng đau đến tận cùng. Tôi không nuối tiếc những gì đã mất. Người ta đến bên tôi, chăm sóc và nói yêu thương tôi rất nhiều thì tôi tin thôi. Sống với nhau mà cứ hoài nghi thì mệt mỏi lắm. Hai mối tình vừa qua của tôi đều là những tình yêu đầu đời nên khó tránh khỏi chuyện tan vỡ. Người đàn ông của tôi đã không đủ bản lĩnh vượt qua. Lỗi của tôi là đặt niềm tin quá nhiều, không đề phòng gì nên khi bị phụ bạc tôi không còn điểm tựa. Cứ thế sụp đổ một cách rất đáng thương. Dù vậy, tôi vẫn thấy mình may mắn bởi sau sự cố tôi đã tìm được lại sống của đời mình, không còn bấu víu, xem chuyện tình yêu là tất cả nữa. Sau này nếu có yêu, tôi sẽ chọn người đàn ông lớn tuổi hơn mình, có nhân phẩm, đạo đức tốt. Tôi tin một người tử tế sẽ không làm tổn thương người phụ nữ bên cạnh họ. Từng gây chú ý khi đóng vai Tiểu Tam trong MV Be Strong của diễn viên Khánh My, Lê Ngọc Trinh khẳng định không bao giờ để bản thân rơi vào trường hợp như trên. Cô nói, tôi hai lần bị phụ bạc, phải chịu nhiều đau khổ khi yêu, đã chịu đựng cả sự vô tình và cố tình của người thứ ba, nên tôi hiểu cảm giác của người phụ nữ khi mất đi hạnh phúc thì đau đớn thế nào. Vì thế tôi có thể không nằm trong top những người hạnh phúc nhất, nhưng quyết không ở trong top những kẻ phá hoại, giành giật tình yêu của người khác, bởi điều đó thật vô nhân đạo. Thế gian này bao nhiêu người sao không tìm ai đó cho riêng mình mà cứ phải cướp giật, chiếm đoạt của người khác? Dù cướp được cũng có chắc sẽ giữ được người ấy trọn đời không? Về cách ứng xử với kẻ thứ ba, Ngọc Trinh cho biết, tất nhiên cô ấy không đủ tư cách để tôi phải gặp mặt và người đàn ông ấy cũng không xứng đáng để tôi phải níu kéo giành giật. May tầng nào sẽ gặp may tầng đó thôi. Tôi rất tâm đắc với câu nói này, đàn ông khôn không phá hủy hạnh phúc với đàn bà tốt, còn đàn ông dốt thì xứng ăn nằm với đàn bà dơ. Vì thế tôi không tiếc nuối gì cả mà sẵn lòng buông bỏ khi nhìn rõ bộ mặt thật của người cũ.